Nữ chính của chúng ta tên là Lưu, cô gái này trong quá khứ từng bị bạn bè bêu xấu, chế giễu chỉ vì cô có ngoại hình xấu xí. Những tổn thương ấy đã khiến Lưu quyết tâm đập đi xây lại tất cả. Cô phẫu thuật toàn bộ khuôn mặt của mình trở thành một người hoàn toàn khác, xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn trong mắt mọi người. Lưu mong rằng trong bộ dạng khuôn mặt mới này sẽ không còn ai nhận ra cô là kẻ xấu xí của ngày xưa. Cô quyết định chuyển đến một trường hoàn toàn mới để không phải gặp lại những người bạn đã từng chê cười vẻ ngoài xấu xí của cô. Ngày đầu tiên đi học, Lưu vẫn còn rất tự ti vì cô lo sợ rằng ai đó sẽ nhận ra mình nên cứ đứng mãi ở ngoài không chịu vào. Lúc này, nam chính xuất hiện, cô bị vẻ đẹp trai của anh hút hồn mà cứ ngắm nhìn anh mãi. Trong ký ức của Lưu, người con trai này đã từng rất khinh thường vẻ ngoài của cô. Nam chính này là Gai, sinh viên của trường. Lần đầu tiên gặp Lưu, anh ngửi mùi hương trên cơ thể cô đã nhận ra cô chính là bạn học ngày xưa của anh. Phay, hoa khôi của khoa, cô ấy rất thích vẻ đẹp của Lưu nên chủ động bắt chuyện làm quen với Lưu. Kể từ ngày hôm đó, Phay và Lưu cũng trở nên thân thiết hơn. Lưu trong lòng rất vui vì ở ngôi trường mới này cô đã được mọi người đón nhận nhiều hơn, không còn bị kỳ thị vẻ ngoài như trong quá khứ cô đã từng trải qua. Tối nay, có một bữa tiệc diễn ra có sự góp mặt của tất cả sinh viên trong khoa. Mọi người đang tiến hành bầu cử người đại diện của khoa, bao gồm một nam và một nữ. Kết quả của cuộc bầu cử đã có. Về phía nam thì Gai chiếm 18 trên tổng 19 lá phiếu, như vậy anh sẽ là nam đại diện của khoa. Về phía nữ thì số phiếu hiện tại đang hòa nhau giữa Lưu và Phay. Vì nghĩ rằng mình chỉ mới chuyển sang môi trường mới nên chưa quen được hết mọi người cũng như chưa tham gia nhiều hoạt động ở đây nên Lưu nhường cơ hội đó cho Phay. Phay cũng muốn nhường cơ hội đó cho Lưu. Cô nói rằng vì hiện tại Lưu đang theo đuổi trở thành nhà chế tạo mùi hương và có cả blog làm nước hoa. Những kiến thức mà Lưu đem lại rất thực tế, nó sẽ rất hoàn hảo khi kết hợp với Gai về mặt lý thuyết, thế nên Phay đề cử Lưu làm người đại diện. Thế nhưng có một điều hơi cấn cấn, đó là Phay cứ liên tục nhắc đến vẻ ngoài của Lưu. Cô ấy nhấn mạnh Lưu có vẻ ngoài tự nhiên nên cũng rất thích hợp làm người đại diện của khoa. Lưu nghe đến chữ vẻ đẹp tự nhiên, cô cũng không muốn mọi người hiểu lầm cô để bầu cô lên chức vị này, nên cô công khai luôn khuôn mặt này của cô hoàn toàn là do phẫu thuật thẩm mỹ tạo nên. Nói xong, Lưu xấu hổ bỏ đi. Gai theo chân cô ra ngoài, thấy cô khóc một mình, anh tiến gần lại an ủi cô. Trong quá khứ, Lưu từng bị bạn bè xa lánh, trêu chọc chỉ vì có vẻ ngoài xấu xí nên từ đó cô đã muốn thay đổi tất cả để có được cuộc sống như người bình thường, có bạn có bè, không bị lời ra tiếng vào. Gai bảo cô làm bạn với ai cũng được nhưng người đó không thể là Phay. Anh kể cho cô về chuyện tại sao Phay lại muốn làm thân với cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngay trong buổi học đầu tiên, cô ta đã nhìn thấy bức ảnh phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu nên cô ta cố tình tiếp cận Lưu để cho cô lên chức đại diện khoa. Rồi tâng bốc vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp tự nhiên để cô tự thấy xấu hổ và phải thừa nhận trước mặt mọi người là cô phẫu thuật thẩm mỹ. Phay muốn là người duy nhất xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người. Chuyện Lưu làm gương mặt đại diện của khoa đang rầm rộ trên mạng xã hội của trường. Mọi người chê cô là đồ mặt nhựa, không xứng đáng với chức danh đó. Và Phay cũng không nằm ngoài trong số đó. Cô ta ngoài mặt thì tỏ ra lương thiện nhưng bên trong chính là con quỷ. Cô ta dùng tài khoản ảo để nói những lời công kích đến vẻ đẹp của Lưu. Hóa ra mọi người không yêu thương Lưu như cô đã nghĩ, tưởng rằng đã có một người bạn thân mới là Phay kia, nhưng không ngờ cô ta lại là người đâm sau lưng Lưu lúc nào không hay. Bố mẹ Lưu rất lo lắng cho Lưu khi ở ngôi trường mới sẽ buồn bã nên bố mẹ bảo cô nếu có chuyện gì hãy nói với cậu hàng xóm biết. Bố mẹ rất tin tưởng cậu trai này. Chàng trai này là Sen, ngay từ lần đầu tiên gặp cô thì anh đã bị vẻ đẹp của cô hút hồn. Giờ đây anh còn là hàng xóm mà bố mẹ cô tin tưởng nữa, anh mong rằng sau này cô cũng tin tưởng anh như vậy. Lưu check mạng xã hội xem mọi người nói như thế nào về mình, cô thấy bình luận của Phay bảo vệ mình thì rất vui, dường như cô không quan tâm đến lời Gai nói với cô về bộ mặt thật của Phay. Lưu vì không muốn nổi tiếng để rồi từ đó mọi người lại đào lại quá khứ xấu xí của cô nên cô đã từ chối không tham gia cuộc thi ngôi sao, Phay cũng giúp đỡ cô làm đơn rút khỏi cuộc thi. Chuyện rút đơn này vốn dĩ nằm trong kế hoạch của Phay, cô ta ghen tị với vẻ ngoài của Lưu xong lại biết được sự thật thực ra đó là vẻ đẹp thẩm mỹ nên cố tình nhường cho Lưu đi thi rồi sau đó công kích Lưu trên mạng xã hội để cô thấy áp lực mà rút khỏi cuộc thi. Như vậy thì trong mắt tất cả mọi người thì chỉ có Phay là người có vẻ đẹp tự nhiên. Tan học xong, Gai đi theo Lưu muốn nói chuyện với cô nhưng cô lại cự tuyệt anh. Lưu nhớ đến quá khứ khi anh đã từng rất khinh thường vẻ bề ngoài của cô. Khi anh rủ cô đến tiệm nước hoa để chọn ra mùi hương phù hợp với người anh thích, Lưu đã chọn cho anh mùi hương mà cô thấy phù hợp nhất với những gì mà anh miêu tả về người anh thích nhưng anh lại bảo anh ghét nó. Điều này đã vô tình làm tổn thương cô. Hơn nữa, những lúc cô bị bắt nạt anh không hề xuất hiện giúp đỡ cô. Đó là tất cả những ký ức trong quá khứ của cô về anh. Cô rất ghét anh. Nhưng thực ra mọi chuyện không như cô đã nghĩ. Mùi nước hoa mà Lưu đưa cho anh lúc đó lại chính là mùi hương của người phụ nữ anh ghét nhất nên anh mới nói là anh ghét mùi hương đó. Và thật ra anh không thích nước hoa nhưng vì không biết phải bắt chuyện với cô như nào nên anh đành chọn cách rủ cô đến tiệm bán nước hoa để được nói chuyện cùng cô. Và trong những lần cô bị bắt nạt anh đều có mặt âm thầm giúp đỡ cô. Anh đỡ cô ra từ phòng vệ sinh sau khi bị đám bạn học bắt nạt nhưng lúc đó cô đã ngất đi nên không biết. Anh cũng đã từng cố gắng thắng trong trận đấu võ với người đã bắt nạt cô. Nhưng những thứ này cô chưa từng chứng kiến thế nên cứ mãi ghét anh. Phía bên này, Mark nói chuyện với hai đứa bạn rằng cậu ta sẽ tỏ tình với Lưu. Mark vốn dĩ từ trước đến nay là một kẻ lang nhăng, không cô gái nào là chưa qua cửa ải của cậu ta. Cậu ta cũng thích Phay nhưng chắc chắn rằng một người nổi tiếng như Phay thì đâu có dễ dàng chấp nhận yêu một kẻ như Mark. Thế nên Mark đã chuyển mục tiêu sang Lưu, cậu ta quyết định tí nữa sẽ đi tỏ tình với Lưu.
Phía bên này Gai nghe được toàn bộ câu chuyện của Mark nói với bạn nhưng anh cũng không có ý định xen vào vì giờ đây Lưu đâu có ưa anh là bao. Ở căng tin lúc này Lưu đang ăn trưa với bạn bè thì Mark xuất hiện. Cậu ta bảo Lưu đi cùng ra chỗ khác, cậu ta có chuyện muốn nói với cô. Mark tỏ tình Lưu, cậu nói rằng cậu rất thích cô, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mark hứa là sẽ chăm sóc cho cô. Fay bên này nghe thấy Mark tỏ tình với Lưu. Vì đây là lần đầu tiên mà Lưu được ai đó tỏ tình với mình, cô có chút bối rối nên xin phép Mark đi vệ sinh một chút. Fay bên này nghe thấy Mark tỏ tình với Lưu, cô ta rất ghen tị. Nhân cơ hội Lưu đi vệ sinh, cô ta tìm đến chỗ của Mark. Mặc dù Fay không hề yêu Mark nhưng cô ta cũng không muốn Lưu yêu Mark, thế nên cô ta cố tình xen vào giữa. Fay nói rằng cô ta rất thích Mark và cô ta không muốn thấy Mark ở bên người khác, nhưng nếu Mark không chịu thì đành thôi vậy. Đương nhiên sau khi nghe được lời tỏ tình của Fay với mình, Mark đã không còn cảm xúc gì với Lưu nữa. Khi Lưu bước ra từ phòng vệ sinh đi đến bàn Mark đang ngồi, cô trả lời lời tỏ tình của Mark rằng cô đồng ý, nhưng giờ đây Mark lại lật mặt mà nói rằng cậu ta không hề tỏ tình cô. Những gì cậu ta nói vừa nãy chỉ là đang tập dượt cho buổi biểu diễn mà thôi nên cô đừng quá ảo tưởng. Lại một lần nữa Lưu bị đem ra làm trò đùa, cô tổn thương vô cùng. Nói xong, Mark rời đi thì bị Gai ngáng chân, cậu ta vấp ngã. Mọi người xung quanh đều tập trung sự chú ý vào Mark khiến cậu ta thẹn quá hóa giận. Mark cầm lấy chiếc ghế định ném về phía Lưu, rất may Gai ra tay đỡ kịp lấy nó. Gai tiến đến chỗ của Mark đá cho cậu ta một cú đau điếng. Mark định đánh lại thì hội bạn của cậu ta cản lại. Lưu đứng bên này ngơ ngác chứng kiến một màn đánh nhau trước mắt, cô không ngờ rằng Gai sẽ vì mình mà đánh nhau với người khác. Lúc rời đi Gai không quên nhắc nhở Lưu, anh chỉ tay về phía Fay rồi nói cẩn thận với cậu ta đấy. Lúc này, Lưu vẫn ngây thơ không hề hay biết tất cả mọi chuyện đều là do chính người bạn mà cô tin tưởng gây ra. Cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì bị Mark trêu đùa trước mặt nhiều người như vậy. Thấy bạn mình bị tổn thương, Fay vẫn tỏ ra bản thân trong sạch để an ủi Lưu. Phía bên này, Mark đi đến phòng giáo viên để mách cô rằng cậu đã bị Gai đánh. Thấy cô giáo có vẻ không bênh vực mình nên Mark quyết định gọi cho anh trai mình là Sen đến để nói giúp. Nhưng không ngờ rằng, Sen ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích Lưu, vì vậy sau khi xem xong đoạn video Mark bị đánh sờ mờ lờ. Vì trêu đùa tình cảm với Lưu thì Sen nói với Mark một câu rằng đơn giản vì em xứng đáng nhận được điều đó. Sen trong lòng có chút khó chịu vì anh trai đã không đứng về phía mình. Giải quyết xong chuyện của em trai, Sen vô tình gặp Gai ở thang máy. Anh không ngần ngại tuyên bố với Gai rằng anh thích Lưu và cũng không ngần ngại cạnh tranh với Gai để có được cô. Từ đó, cuộc chiến của hai thiếu gia nhà giàu tranh giành một cô gái bắt đầu. Phía bên này, Fay lo sợ rằng tính cách thật của mình sẽ bị Gai vạch trần nên cô ta đang cố gắng lấy lòng tin từ phía Lưu. Fay dẫn Lưu đến một tiệm nước hoa, cô ta chọn cho Lưu mùi hương nước hoa mà Lưu thích nhất rồi bảo đó chính là quà sinh nhật mà cô ta tặng cho Lưu. Hành động ấm áp này khiến Lưu cảm động muốn chết, cô vui vẻ cảm ơn Fay rất nhiều. Lúc này, Fay bất ngờ nhận được cuộc gọi của Mark hẹn gặp cô nói chuyện. Mark nhắc lại chuyện Fay hứa với cậu ta rằng chỉ cần cậu ta hứa rời xa Lưu thì Fay sẽ trở thành bạn gái của cậu ta. Anh chàng ngây thơ này vẫn đang chờ Fay thực hiện lời hứa. Thế là Fay lại bắt đầu nói xấu cho rằng Lưu hiện tại rất ghét Mark, cô ấy không cho phép bất kỳ ai bên cạnh mình qua lại với Mark. Mặc dù bản thân mình có cảm tình với Mark, tuy nhiên với vai trò là người bạn thân tốt bụng, luôn bên cạnh Lưu, thế nên Fay không thể vì tình yêu mà bỏ rơi bạn được nên đành phải tạm thời giữ khoảng cách với Mark. Những lời từ chối của Fay khiến Mark dần dần nảy sinh lòng hận thù với Lưu, cậu ta cho rằng chính Lưu là người ngăn cản Cao đến với Fay. Hành động tiếp theo của Fay càng đẩy Lưu vào thế khó, cô ta tiếp tục dùng mạng xã hội đăng tải lên bức ảnh chụp chung với Lưu cùng hội bạn. Sau đó Fay lại dùng tài khoản ảo của mình bình luận để công kích mỉa mai vẻ ngoài của Lưu. Chính bình luận ấy đã khơi gợi sự tò mò của mọi người về quá khứ của Lưu. Vì sở hữu cả 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội nên những bài đăng của Fay được rất nhiều người biết đến. Trong đó có một người là bạn học cấp 3 của Lưu đã bình luận trong bài viết rằng mình có ảnh trước khi Lưu phẫu thuật. Bình luận này đã vô tình lọt vào mắt của Mark, kẻ đang căm ghét Lưu. Thế là Mark đã liên hệ cho người bạn cấp 3 đó của Lưu lấy được những bức ảnh trong quá khứ lúc cô chưa thẩm mỹ. Sau đó, Mark nhắn tin trong nhóm lớp thông báo sẽ công khai một tin giật gân liên quan đến Lưu vào lúc 10 giờ sáng. Tin nhắn này khiến trong lòng Lưu vô cùng bồn chồn xen lẫn sợ hãi, cô tìm ngay đến chỗ của Mark để cầu xin cậu ta. Tuy nhiên Mark hoàn toàn không quan tâm, cậu ta chỉ chất vấn Lưu làm sao không cho phép Fay tiếp xúc với mình. Hơn nữa cậu ta còn khoe khoang những bức ảnh trong quá khứ khi Lưu chưa phẫu thuật thẩm mỹ mà cậu ta vừa mới thu thập được. Trong khi đó, Gai sau khi đọc được tin nhắn trong nhóm lớp đến từ Mark, anh nhanh chóng chạy đến lớp học vì anh biết được điều mà Mark sắp làm. Ở trong lớp học lúc này, mọi người đến ngày càng đông, Lưu vẫn đang nghĩ rằng Mark sẽ nương tay với mình mà không công khai những bức ảnh trong quá khứ của cô ra. Khi nhìn thấy Fay bước vào lớp, Lưu như bắt được cục vàng, cô cầu xin sự trợ giúp đến từ phía Fay vì có lẽ lúc này chỉ có cô ta mới ngăn cản được hành động của Mark. Trước mặt Lưu thì Fay vẫn tỏ ra là người bạn tốt, vui vẻ đồng ý với lời thỉnh cầu của Lưu, nhưng khi đến chỗ của Mark cô ta bắt đầu thêm dầu vào lửa, kích thích sự ghen ghét của Mark về Lưu. Ngay lúc Mark định công khai những bức ảnh cũ của Lưu cho mọi người thì lúc này đây may mắn thay Gai đã xuất hiện, anh tung một cú đá khiến Mark ngã sờ mờ lờ. Gai cố gắng lấy điều khiển từ chỗ của Mark nhưng không được, anh lao vào cưỡng chế Mark. Hai người lại lao vào đánh nhau, Mark nhanh tay lấy cây lau nhà gẫn chỗ cậu ta đang đứng tấn công Gai. Trong lúc giằng co nhau Gai vô tình bị đứt tay, điều này khiến anh tức giận đến tột độ. Là một vận động viên chuyên nghiệp chỉ với vài đường quyền cơ bản, Gai đã thành công đánh Mark đến mức không thể dậy nổi. Đồng thời Gai cũng không quên đập vỡ chiếc điện thoại lưu trữ những hình ảnh của Lưu hồi nhỏ. Mặc dù những bức ảnh xấu xí trước kia của Lưu không được công khai nhưng tin tức Lưu phẫu thuật thẩm mỹ vẫn bị lan truyền rộng rãi.
Điều này khiến làm Lưu như rơi vào hố sâu, cô đã cố gắng giấu đi quá khứ xấu xí của mình vậy mà giờ đây lại bị lộ ra. Lưu bất lực và sợ hãi chỉ muốn trốn tránh mọi thứ. Sau khi hỏi được địa chỉ nhà của Lưu, Gai lập tức đuổi theo phía sau cô nhưng vừa đến chỗ của Lưu đã nhìn thấy cô đang được an ủi bởi một vòng tay khác. Gai cúi đầu lặng lẽ rời đi, đến quán cà phê Gai tự băng bó vết thương ở tay, nhìn thấy bàn tay mình vì bảo vệ cho Lưu mà bị thương đến mức chảy máu. Nhưng với Gai lúc này vết thương đó không bằng vết thu ong trong lòng anh hiện tại. Anh không hiểu mình đã làm gì sai khi luôn âm thầm bảo vệ cho cô gái mình yêu nhưng lại không nhận được sự tin tưởng từ cô, ngược lại cô còn chán ghét anh. Lúc này tình cờ Sen cũng đến quán cà phê vô tình gặp Mark ở đây. Anh ấy tự tin nói với Gai rằng không cần phải lo lắng cho Lưu vì anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh cô. Gai cũng không chịu thua kém Sen, thẳng thừng đáp trả rằng Sen chỉ là anh trai nhà bên. Ngay cả đến sở thích của Lưu còn không biết thì lấy gì để đảm bảo rằng sẽ bảo vệ được cô ấy. Gai cũng khẳng định với Sen rằng hơn ai hết anh là người hiểu rõ Lưu nhất vì họ đã chơi chung với nhau từ năm cấp 2 rồi. Mặc dù Gai vừa mới đánh cho em trai của Sen thê thảm nhưng anh ấy không quan tâm đến việc này vì hiện tại anh chỉ quan tâm đến Lưu. Anh chỉ mong rằng Gai không hiểu lầm Mark vì vốn dĩ cậu ta không đủ thông minh để có thể lấy được những bức ảnh trước khi phẫu thuật của Lưu được, nên chắc chắn Mark đã bị ai đó lợi dụng. Trong đầu Gai lập tức nghĩ đến Fay, cô bạn thân giả tạo của Lưu, vì vậy tối đến anh bắt đầu xem xét tất cả các bài đăng của Fay trên mạng xã hội và phát hiện ra rằng tất cả bình luận trong bài đăng của cô ta toàn là những lời mỉa mai, chửi rủa về vẻ ngoài giả tạo của Lưu, trong khi đó Fay thì luôn cố gắng lên tiếng bảo vệ Lưu. Điều này khiến Gai nảy sinh nghi ngờ rằng chính Fay là người dàn dựng lên vở kịch này. Anh quyết tâm đi tìm bằng chứng để vạch trần bộ mặt giả tạo của Fay, thế là anh đến hỏi Mark về nguồn gốc của những bức ảnh cũ của Lưu mà cậu ta có được là lấy ở đâu. Sau những lần bị đánh đến thảm thương, Mark cũng có phần e dè trước Gai nên cậu ta thành thật khai rằng tất cả những bức ảnh cậu ta có được là do một fan hâm mộ của Fay gửi cho mình. Và fan hâm mộ này có tên là Fairy Fay, người này luôn xuất hiện trong nhóm fan của Fay và ngày ngày ca ngợi nhan sắc của Fay. Thế là Gai quyết định lập một tài khoản ẩn danh để tham gia hội nhóm fan chat của Fay. Lúc ở trong lớp, anh nhận ra một điều kỳ lạ rằng mỗi khi trạng thái của fan hâm mộ tên Fairy Fay hiển thị đăng nhập thì lại trùng khớp với thời điểm lúc Fay đang gõ phím. Vì vậy Gai nghi ngờ rằng nick fan hâm mộ Fairy Fay kia chính là Fay. Anh thử đi thử lại nhiều lần thì thấy Fay hoàn toàn trùng khớp với điều đó. Do đó Gai tin chắc rằng kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, kẻ lan truyền những bức ảnh chưa phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu không ai khác chính là Fay. Gai nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi của Fay, giật điện thoại từ tay của cô ta rồi nói rằng cậu bị bắt quả tang rồi, ngừng diễn vai bạn thân tốt bụng được rồi đó. Nhưng Fay vẫn làm ra vẻ ngây thơ, vô tội nói rằng không hiểu ý của Gai. Gai khẳng định Fay chính là người đứng đằng sau tài khoản Fairy Fay kia, là người đã nói xấu Lưu trên mạng xã hội, vì vậy anh kéo tay cô ta định đi tìm hiệu trưởng để báo cáo sự việc. Nhưng lúc này đây, điện thoại của Fay trong tay Gai hiện lên tin nhắn đến từ nick Fairy Fay, nội dung tin nhắn chính là bức ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu. Lúc này Gai mới ngớ người ra rằng mình đã đổ oan cho Fay bởi vì điện thoại của cô ta đang nằm ở trong tay, vậy thì làm sao mà cô ta có thể tự gửi ảnh được. Bầu không khí trong lớp học hiện tại trở nên vô cùng gượng gạo sau màn trách lầm của Gai. Tuy nhiên Fay vẫn diễn nét cô gái ngoan hiền độ lượng, cô ta không trách móc Gai mà chỉ e ấp đề nghị anh chuộc lỗi bằng một buổi hẹn uống cà phê. Gai đương nhiên là không đồng ý, mặc dù chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy kinh tởm với ả trà xanh này. Gai ném một đồng tiền vào bàn tay Fay bảo cô ta muốn uống gì thì có thể tự đi mua. Đồng thời anh không quên dằn mặt rằng mình nhất định sẽ tìm ra bằng chứng để chứng minh bộ mặt giả tạo đến đáng khinh của Fay. Ngược lại với thái độ ghen ghét của Gai thì Fay vẫn cảm thấy vui vẻ. Cô ta cầm lấy tiền mà anh đã đưa đi mua đồ uống và cô ta vẫn còn tự tin rằng Gai sẽ không bao giờ tìm ra được bằng chứng để vạch trần cô ta. Về phía Lưu, do áp lực đến từ phía bạn bè nên cô ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Lúc này Sen đến nhà của cô và nói rằng muốn mang đến cho cô một bất ngờ nho nhỏ. Thế là Lưu theo chân Sen đến chỗ của anh. Cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cả căn phòng được trang trí bằng những vật dụng thí nghiệm hóa học chế tạo nước hoa. Bởi vì Sen biết Lưu có đam mê mãnh liệt với nước hoa từ lâu nên anh đã dành nhiều thời gian trang trí căn phòng này để Lưu có thể vừa ở nhà nghỉ ngơi mà không trì hoãn việc học. Hơn thế, Sen còn kiếm được cho Lưu một vé tham dự buổi ra mắt nước hoa của một thương hiệu nổi tiếng. Buổi ra mắt này sẽ giúp Lưu gặp được thần tượng trong mơ của mình là Linda, người sáng lập ra thương hiệu nước hoa nổi tiếng này. Người phụ nữ tài giỏi và thành công này luôn là mục tiêu phấn đấu mỗi ngày của Lưu. Cô ước một ngày nào đó có thể trở thành nhà chế tạo mùi hương như Linda. Bởi vì cha mẹ của Sen là những nhà giàu có tiếng trong khu vực, thế nên cậu thiếu gia nhà giàu Sen đây được rất nhiều vị quan chức lớn trong bữa tiệc chào hỏi. Tuy nhiên Lưu lại không hứng thú đến những mối quan hệ của Sen, mà toàn bộ tâm trí của cô đang dành cho các sản phẩm mới trong buổi ra mắt lần này của Linda. Trong đó có một loại nước hoa có tên là Hồi ức khiến Lưu thích thú ngay từ lần đầu tiên ngửi thấy, vì đây là một mùi hương rất mới lạ với cô mà từ trước đến nay cô chưa từng được trải nghiệm. Lưu khi ngửi nút hương Hồi ức đó, cô có cảm giác như mình đang được trở về thời gian trong quá khứ. Vậy nên cô vui mừng khôn xiết bắt đầu đọc lại những câu nói nổi tiếng trong bài phỏng vấn của thần tượng Linda. Không ngờ rằng lúc này Linda xuất hiện sau lưng Lưu, bà ấy vô cùng hài lòng khi thấy cô gái trẻ này có thể nhớ chính xác từng câu chữ mình đã nói. Lưu lần đầu tiên được tiếp xúc với người mình hâm mộ nên có chút hồi hộp, lời nói của cô cũng vì thế mà có chút không mạch lạc. Sang phía bên này nhìn thấy Linda và Lưu đang trò chuyện, anh tiến lại gần giới thiệu Lưu với Linda. Sau đó Linda đã mời Lưu dùng bữa tối cũng để tìm hiểu về sở thích mùi hương của giới trẻ hiện nay. Trong bàn ăn, Linda không ngần ngại chia sẻ với Lưu về những khó khăn khi mới bắt đầu kinh doanh.
Để theo đuổi sự nghiệp trở thành nhà chế tạo mùi hương, nhiều năm trước bà ấy đã từ bỏ chồng và con trai một mình sang nước ngoài học tập và kinh doanh. Đây là lần đầu tiên bà trở về quê hương sau 10 năm bôn ba bên ngoài. Nhắc đến con trai, Linda lại nổi lên nỗi buồn man mác vì không biết rằng con trai bà có còn oán trách bà hay không. Vì vậy, loại nước hoa mang tên hồi ức trong buổi ra mắt này chính là do Linda thiết kế riêng dành cho con trai của mình. Khi Liu hỏi tên con trai của Linda là gì thì bất ngờ Guy bước vào nhà hàng, thì ra Guy chính là con trai của Linda. Và nhiều năm trước kia, loại nước hoa mà Guy nhờ Liu tìm giúp chính là loại nước hoa mà anh ghét nhất, và đó cũng là sản phẩm đầu tiên do mẹ anh tạo ra. Dù hai mẹ con đã không gặp nhau nhiều năm nhưng Guy vẫn giữ thái độ rất lạnh lùng với mẹ mình vì trong lòng anh, mẹ anh là một người phụ nữ ích kỷ. Guy bình thản đi qua mẹ mình cũng chẳng để lại câu chào hỏi gì, trực tiếp nắm lấy tay của Liu rồi bảo với cô rằng tránh xa người phụ nữ trước mặt này ra. Guy tin chắc rằng Linda tiếp cận Liu nhất định có mục đích nào đó. Tuy nhiên Liu không đồng ý với cách hành xử thô lỗ của Gao, cô buông tay Guy ra, thế là anh tức giận quay người bỏ đi. Suy đoán của Guy quả nhiên là chính xác, Linda cố hàn gắn mối quan hệ mẹ con giữa mình với Guy nhưng Guy vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng với mẹ, anh chưa bao giờ nhận bất kỳ cuộc gọi nào của mẹ. Linda biết được Liu là người mà con trai mình quan tâm nên đã cố tình tìm đến cô để mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Sau khi đấu tranh tư tưởng, Liu cũng quyết định sẽ giúp đỡ Linda hàn gắn mối quan hệ với Liu, lần đầu tiên cô chủ động mời anh đến gặp mặt để nói chuyện riêng. Guy đương nhiên suy đoán được ý đồ của buổi hẹn này cho nên anh cố tình cua ốp lời không cho Liu cơ hội giải thích. Một lúc sau, Guy đột nhiên hỏi Liu có cần anh dạy làm gì không, đồng thời dặn cô đừng để ý đến việc Mark quấy rối. Cậu ta đã xóa toàn bộ hình ảnh của Liu trước khi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Nhận thấy không thể tiếp tục giấu giếm được nữa, Linda trực tiếp đi đến bày tỏ có rất nhiều điều muốn tâm sự với con trai. Không ngờ rằng Guy trực tiếp ngắt lời mẹ mình. Lòng căm giận của anh đối với mẹ chưa bao giờ là giảm đi theo thời gian. Anh cho rằng trong lòng mẹ chỉ có nước hoa và nước hoa. Bà không hề muốn tham gia vào sự trưởng thành của hai anh em họ. Điều khó để tha thứ hơn nữa là Linda đã phản bội cha của Guy. Hình ảnh mẹ bỏ nhà ra đi cùng với người đàn ông xa lạ luôn khắc sâu trong tâm trí của Guy. Lượng thông tin khổng lồ hoàn toàn là những điều Liu chưa hề hay biết về tuổi thơ bất hạnh của Guy nên cô cũng không thể xen vào được. Tuy nhiên Guy cũng không trách móc Liu vì đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này. Anh biết Liu cũng đam mê nước hoa và người cô thần tượng chính là mẹ mình. Hôm sau, lúc Liu kể lại chuyện cho Sen nghe về cuộc sống thuở nhỏ của Guy thì Sen nói rằng việc Linda chạy theo người đàn ông khác và phản bội chồng mình là không đúng sự thật. Vì theo những gì anh ấy biết, Linda chỉ tập trung vào công việc kinh doanh nước hoa trong suốt những năm vừa qua, mọi tâm tư suy nghĩ của bà ấy đều dồn vào việc xây dựng nên thương hiệu của riêng mình. Người đàn ông mà Guy nhắc tới thực chất là trợ lý của Linda và trợ lý không hề có hứng thú với phụ nữ. Sau lời kể của Sen, Liu quyết định tự mình thăm dò xem điều gì đã khiến Linda đưa ra quyết định cực đoan như vậy. Nhìn thấy Liu xuất hiện ở công ty, Linda nghĩ rằng con trai mình đã nói Liu đến đây, vì vậy bà ấy tiếp đón cô rất nồng nhiệt. Không ngờ tiếp theo lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn với Linda khi bà ấy gọi hai cốc matcha. Liu đặc biệt yêu cầu nhân viên thêm nước ép dưa hấu vào cốc của mình. Đây là sở thích đặc biệt của cô, nhân viên phục vụ đưa cho hai người hai ly nước ép nhưng Liu cảm thấy có gì đó sai sai, cốc của cô không hề được thêm nước ép dưa hấu. Liu phản hồi lại với nhân viên thì anh ấy khẳng định rằng mình đã thêm nước ép dưa hấu vào một trong hai cốc matcha ấy. Vậy nếu như cốc nước của Linda có nước ép dưa hấu thì bà ấy phải đổi lại cho Liu chứ, tại sao lại im lặng như không có chuyện gì vậy? Liu bắt đầu thấy cấn cấn. Lúc này cũng không thể giấu Liu được nữa, Linda đành thừa nhận với cô rằng chuyện bà đã bị mất khứu giác. Đấy cũng chính là lý do mà Linda bỏ chồng con mình. Hóa ra Linda đã dùng gần như toàn bộ thời gian và sức lực của mình vào việc nghiên cứu phát triển nước hoa sau khi kết hôn. Điều này khiến chồng của bà không hài lòng. Ông ấy cho rằng phụ nữ không nên theo đuổi sự nghiệp quá nhiều mà chỉ nên chăm sóc cho gia đình thì hơn. Điều này khiến cho cả hai có nhiều bất đồng quan điểm nên thường xuyên xảy ra cãi vã. Và một ngày nọ, khi chồng Linda vì tức giận trong lúc cãi nhau nên đã đánh bà ấy, Linda ngã xuống đất khiến đầu bị chấn động mạnh. Kết quả là Linda đã mất hoàn toàn khứu giác sau sự cố ấy, nhưng người chồng lại không hề cảm thấy có lỗi. Ông ấy còn đổ mọi chuyện lên đầu của Linda. Ông ấy nói rằng nếu không phải Linda suốt ngày tận tâm với sự nghiệp thì chuyện này đã không xảy ra. Nếu như đã bị mất khứu giác như thế rồi thì càng có thời gian chăm lo cho con cái và gia đình hơn. Linda không ngờ chồng mình lại là một người vô tâm và gia trưởng như vậy. Thế là bà quyết định ly hôn và hứa rằng sẽ đấu tranh bằng mọi giá để giành quyền nuôi con. Nhưng vì chồng của Linda có gia thế mạnh nên bà không thể giành được quyền nuôi con. Linda thực chất chưa bao giờ có được điều mình muốn. Không thể có được công việc mình yêu thích một cách trọn vẹn và cũng không có thời gian bên cạnh con cái, Linda cảm thấy vô cùng ân hận. Bà luôn tự trách rằng bản thân là người phụ nữ thất bại. Liu nghe xong câu chuyện của Linda, cô cũng phần nào hiểu ra hoàn cảnh khốn khổ của bà ấy. Liu không muốn nhìn thấy thần tượng của mình mất đi tất cả chỉ vì theo đuổi đam mê. Vì vậy Liu đã kể cho Guy nghe tất cả những gì mình biết về Linda. Guy không ngờ bao năm qua mẹ mình đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ như vậy. Sau khi biết được sự thật, Guy và em gái quyết định tha thứ cho mẹ. Lần đầu tiên trong đời hai anh em được ăn cơm do chính tay mẹ nấu. Họ rất ngạc nhiên khi những món ăn mà mẹ làm ra toàn là những món yêu thích của hai anh em. Hóa ra Linda vẫn luôn âm thầm theo dõi các buổi phát sóng của em gái nên biết rất rõ sở thích của các con. Ba im lặng nhìn nhau, khoảnh khắc xúc động này đúng là không thể nói thành lời. Để cảm ơn ý tốt của Liu, Guy đã hẹn cô đi chơi vào cuối tuần. Anh tâm sự với cô rằng mẹ con anh đã giải quyết hết mọi hiểu lầm trong quá khứ. Và từ đó Liu cũng không còn ác cảm với cậu bạn này nữa. Từ sau khi giải thích được những khúc mắc trong lòng của Guy với mẹ mình, Liu cũng hiểu rõ hơn về anh ấy. Hai người cùng nhau đi dạo trong công viên đầy nắng và gió vô cùng vui vẻ.
giờ phút này nhìn họ giống như một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Cùng nhau đạp xe, cùng nhau vẽ tranh rồi vui đùa, họ cũng tâm sự với nhau những điều mà trước đây chưa hề nói cho đối phương biết. Lưu nhớ ra một vấn đề mà cô cần phải hỏi Gai, đó là làm sao mà anh vẫn nhận ra cô sau khi cô đã thay đổi hoàn toàn gương mặt của mình. Gai nói với cô rằng con người có 5 giác quan, điều đầu tiên không thể quên đó là âm thanh và điều cuối cùng không thể thay đổi đó là mùi hương. Vậy nên cho dù ngoại hình cô thay đổi nhưng mùi hương trên người cô vẫn luôn như vậy. Gai có thể dễ dàng nhận ra cô ngay khi vừa nhận biết được mùi hương trên cơ thể cô. Lưu không ngờ rằng Gai là người tinh tế đến vậy, anh rất nhạy cảm với mùi hương. Thế nên cô đã lấy ra một chai nước hoa do đích thân mình làm đưa cho Gai. Cô tâm sự với anh rằng cô đã nghĩ đến anh khi làm ra nó. Gai đương nhiên nhìn thấy món quà Lưu tặng mình vui mừng khôn xiết, hơn nữa nó còn đặc biệt dành riêng cho anh. Gai lấy bút ra ghi tên nước hoa ngay tại chỗ. Hai người cũng chính thức xác nhận mối quan hệ. Lưu và Gai sánh bước bên nhau như một cặp đôi đi dạo trong khuôn viên trường. Hai người đang bàn bạc xem kỳ nghỉ hè năm nay nên đi đâu thì đột nhiên họ nhận được thông báo rằng nhà trường sắp tổ chức hội chợ. Chủ đề năm nay của khoa hóa học là lab 3. Họ cần các bạn nữ trong lớp đóng vai nữ bồi bàn. Nhìn những trang phục hở hang mà trong lòng Lưu dâng lên nỗi khó chịu, Gai ngay lập tức nhìn ta được thái độ của Lưu. Anh nói cho cô biết hoạt động này là hoạt động tự nguyện mà nếu ai đó yêu cầu cô tham gia với danh nghĩa nhờ giúp đỡ vậy thì người này chắc chắn có ý định xấu với cô. Lời nói của Gai còn chưa dứt thì Phay từ đâu tới năn nỉ Lưu tham gia hóa trang lần này. Cô ta nói đây là hoạt động rất có ý nghĩa, có thể giúp Lưu mở rộng mối quan hệ bạn bè xung quanh. Lưu tỏ ra chán ghét chỉ vào những bộ trang phục hở hang trong hình. Không ngờ Phay lại tỏ ra vô tội không biết gì, miệng liên tục nói xin lỗi nhưng ả trà xanh này hiển nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội làm bẽ mặt Lưu. Vì vậy Phay đã cố tình thể hiện trạng thái bồn chồn trong lớp thực hành và cố tình ngất đi trước mặt Lưu. Vốn dĩ là một cô gái tốt bụng, thấy bạn mình như vậy Lưu hỏi Phay những khó khăn mà cô ta đang gặp phải là gì. Phay kể rằng cô ta đã hứa với đàn anh sẽ tìm hai bạn nữ cùng lớp để hỗ trợ trong hội chợ lần này nhưng cô ta hỏi ai cũng đều không muốn tham gia vì trang phục quá hở hang. Điều này khiến Phay rất bối rối không biết phải giải thích như nào với tiền bối. Lưu đương nhiên sẽ không làm bạn mình phải khó xử như vậy, nên cô đã ngỏ ý rằng cô sẽ tham gia nếu mà mọi người đồng ý thay đổi trang phục ấy. Phay lập tức hứa sẽ thuyết phục các tiền bối thay váy ngắn thành quần dài. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt ả trà xanh này đã khoe ra chiếc váy ngắn hơn do cô ta tự tay thiết kế với tiền bối, còn nói đây chính là phong cách ăn mặc mà hai cô gái mong muốn. Sau khi nhìn thấy tiền bối đã đồng ý mà không hề suy nghĩ, hôm sau Lưu miễn cưỡng mặc chiếc váy do Phay thiết kế, mọi người có chút bối rối trách Phay tại sao không thay quần dài thống nhất ngay từ ban đầu. Phay lại tỏ ra vô tội và đổ lỗi cho tiền bối. Sự kiện bắt đầu Phay lợi dụng sự nổi tiếng của mình gây náo loạn trên mạng xã hội. Người xem ồ ạt vào chế giễu trêu chọc gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu, điều này khiến nhiều khách hàng hội chợ không có cái nhìn mấy thiện cảm với Lưu. Phay nói với tiền bối rằng một số khách hàng luôn quấy rối mình vì vậy tiền bối đã nhờ Lưu tiếp đãi những khách hàng kém văn minh đó. Không lâu sau Lưu không thể chịu đựng được sự thô lỗ của những vị khách hàng nam nữa, cô đã đến phàn nàn với tiền bối của mình. Tiền bối không những không bảo vệ cô mà còn bảo cô phải làm hài lòng khách hàng, đó là nhiệm vụ của cô ngày hôm nay. Bên kia càng hứng thú với cô thì sẽ đem lại nhiều doanh thu hơn. Lưu cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa, cô đành cắn răng chịu đựng tiếp tục làm việc. Thấy Lưu không có phản ứng gì khi bị trêu ghẹo, hai vị khách này còn tiến xa hơn nữa, họ bắt đầu đụng chạm vào người Lưu. Là người yếu thế, Lưu chỉ biết nhắm mắt cho qua những hành động thô lỗ của vị khách đó. Ngay lúc này Gai đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt hung tợn cùng với lời nói đe dọa, hai vị khách này không dám giở trò với Lưu nữa. Trở về nhà, Lưu phát hiện ra rằng mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh về cô từ mọi góc độ và còn có cả một số từ ngữ tục tĩu kèm theo ở phần bình luận. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Lưu. Cô sợ hãi vô cùng, bất lực khóc lóc với mẹ. Cô không hiểu sao mình lại chọn phẫu thuật thẩm mỹ để rồi bây giờ mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô thậm chí còn không cảm nhận được sự tôn trọng cơ bản của mọi người với mình. Chẳng lẽ người ta chỉ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài thôi sao? Mẹ bình tĩnh an ủi Lưu, một ngày nào đó cô sẽ gặp được người có thể nhìn thấy giá trị thực sự bên trong con người của cô. Lúc này Sen hàng xóm đến gõ cửa phòng Lưu, anh giới thiệu hàng xóm mới với Lưu. Không ngờ rằng Gai đã âm thầm thuê căn hộ ngay bên cạnh phòng của Lưu. Hai chàng trai này cùng phải lòng một cô gái, cả hai đều chọn trở thành hàng xóm của Lưu để có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cô. Sen và Gai ai cũng muốn tìm mọi cách để có được trái tim của Lưu. Bởi vì Lưu đang gặp phải chuyện không hay ở hội chợ nên cả hai chàng trai đều quyết định giúp Lưu lấy lại thể diện. Theo gợi ý của Lưu, mọi người quyết định bỏ đi chiếc váy ngắn hở hang ban đầu và thay vào đó là bộ trang phục những con vật bơm hơi để phục vụ mọi người. Tiền bối vẫn thấy bộ trang phục hở hang kia ý nghĩa hơn, không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được. Nhưng với sự cứng rắn của các cô gái thì tiền bối không còn cách nào khác đành quyết định thử. Không ngờ ý tưởng ngỡ như trò trẻ con của Lưu lại đạt được kết quả ngoài mong đợi, khách hàng thích thú với những linh vật đáng yêu ấy, thế là doanh thu của buổi hội chợ cũng tăng một cách đáng kể. Ai nấy cũng bắt đầu khâm phục sự thông minh và tài năng của Lưu, nhưng duy chỉ có một người trong lòng vẫn luôn nổi lòng ghen ghét với Lưu, đó chính là A Phay. Ả trà xanh này sẽ không dễ gì mà để Lưu chiếm trọn spotlight từ phía mọi người, vì vậy Phay cố tình giả vờ ngất xỉu do bị say nắng. Mọi người ngay lập tức trở nên rất lo lắng cho Phay, nếu có tai nạn trong khuôn viên trường thì tất cả những người tham gia đều bị liên lụy và phải chịu trách nhiệm phần nào. Mà người làm ra kế hoạch trang phục con vật này là Lưu, thế là một lần nữa sóng gió lại đến với cô gái này. Sen nhanh chóng đưa Phay ra khỏi đám đông, đưa cô ta lên phòng y tế nghỉ ngơi. Đến chiều khi Phay tỉnh dậy đã thấy Sen ở bên cạnh mình thì lầm tưởng rằng anh ấy đang quan tâm đến mình. Không ngờ Sen lại trực tiếp vạch trần bộ mặt giả nai của Phay,
Anh hỏi cô ta rằng tại sao lại giả vờ ngất xỉu giữa chừng như vậy. Theo như thường lệ, Fay vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ không hiểu Sen nói gì hết. Sen không hề giấu giếm nói rằng mình đã âm thầm quan sát Fay từ lâu rồi. Anh phát hiện ra rằng Fay thậm chí còn không uống một ngụm nước nào trong cả một ngày và đó là lý do tại sao cô ta ngất đi vì say nắng. Rõ ràng là Fay không có ý tốt gì hơn nữa, cô ta từng giở trò đồi bại với Mark, em trai của Sen, để Mark tỏ tình với Lưu trước rồi hối hận mà làm xấu mặt Lưu trước đám đông. Sen dường như đã nhìn thấu bản chất của trà xanh này. Để bảo vệ Lưu, anh nghiêm túc nói với Fay rằng anh đợi cô ta thức dậy để nói với cô ta rằng từ giờ sẽ không chỉ có gai để mắt đến Fay mà còn có cả anh ấy nữa. Hai người sẽ cùng nhau bảo vệ Lưu đến cùng. Phía bên này, gai ở bên cạnh Lưu an ủi cô đừng quá bận tâm đến chuyện vừa rồi đã xảy ra nữa. Hai người cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường, vô tình họ bước đến một gian hàng hẹn hò tốc độ. Gian hàng này tồn tại để chứng minh một lý thuyết rằng nếu bạn nhìn chằm chằm vào mắt ai đó trong 8,2 giây thì bạn đã phải lòng đối phương. Với ngoại hình xinh đẹp, Lưu ngay lập tức bị kéo đến vị trí tham gia hẹn hò mà không thể từ chối được. Nhưng phía đối diện lại đang thiếu người ngồi vào ghế ghép đôi. Để giúp Lưu thoát khỏi rắc rối, Gai ngồi ngay ghế đối diện Lưu không chút suy nghĩ. Gai nói lời tỏ tình với Lưu làm cô không khỏi sốc đến mức làm rơi cả cốc nước đang cầm trên tay. Cốc nước đổ ra làm quần áo Lưu bị ướt nhẹp. Gai dẫn cô đi vào phòng trống để thay đồ. Đúng lúc họ vừa bước chân vào thì đột nhiên cửa phòng bị khóa lại. Gai định cầu cứu từ phía bên ngoài nhưng anh phát hiện ra điện thoại mình đã hết pin và thật trùng hợp rằng điện thoại Lưu cũng vậy. Cặp đôi này bị mắc kẹt trong căn phòng, cả hai rơi vào im lặng. Gai lên tiếng trước nói tỏ tình với Lưu, anh thật sự thích cô từ rất lâu rồi. Phản ứng đầu tiên của Lưu đó chính là hỏi lại anh có phải chỉ đang nói đùa thôi đúng không? Điều này khiến Gai tụt mood, anh lại không muốn nói ra sự thật ấy nữa, chỉ nói qua loa rằng anh đùa thôi. Vì lời nói thích mình của Gai mà Lưu về nhà chăn trở ngủ không yên, cô cầm điện thoại lên định nhắn tin hỏi anh liệu lời nói yêu cô là thật hay là đùa. Lưu cứ sửa đi sửa lại dòng tin nhắn, cô không biết nên diễn đạt như thế nào. Trùng hợp thay ở bên này, Gai cũng đang làm điều tương tự, anh sửa đi sửa lại từng con chữ để gửi đến cho Lưu, cuối cùng anh cũng bấm nút gửi. Lưu bên này nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, cô hào hứng mở điện thoại ra nhưng lại phát hiện tin nhắn ấy đã bị thu hồi. Ngày hôm sau, khi gặp lại nhau, cả hai người đều cực kỳ ngượng ngạo. Có lẽ vì thất vọng với Gai nên khi anh mời Lưu cuối tuần đi ăn tối thì cô từ chối một cách nhẹ nhàng. Trong lòng Gai không khỏi thắc mắc tại sao cô ấy đột nhiên lạnh nhạt xa cách mình như vậy, thì đột nhiên Sen từ đâu chui ra. Anh ấy cười đều nói với Gai rằng cuối tuần này Lưu sẽ đi chơi cùng với mình. Vào cuối tuần này, bảo tàng nước hoa của gia đình nhà Sen sẽ khai trương. Khi nhận được lời mời từ phía anh, Lưu lập tức đồng ý mà không hề suy nghĩ gì cả. Phải nói rằng trong quá trình theo đuổi Lưu, Sen có phần tinh tế hơn, anh luôn nắm bắt được sở thích của cô. Cả hai người đều chuẩn bị tương tất cho sự kiện lần này. Khi đến bảo tàng của gia đình Sen, Lưu cẩn thận quan sát từng loại nước hoa được trưng bày. Mọi người hỏi Sen cô gái đi bên cạnh anh có phải là bạn gái của anh không. Sen không đồng ý nhưng cũng không hề phủ nhận điều này. Tiếp theo, Lưu chia sẻ những quan điểm riêng của mình về nước hoa và không có gì ngạc nhiên khi cô nhận được cơn mưa lời khen đến từ mọi người. Sau đó cô hỏi Sen liệu mình có thể tham gia vào công ty của gia đình anh với cương vị là nhà điều chế mùi hương được không. Dù rất muốn nhận Lưu vào làm việc tại công ty nhà mình nhưng Sen vẫn rất đề phòng mối quan hệ của Lưu với Gai. Bởi vì mấy ngày trước khi Gai tỏ tình với Lưu thì anh đã vô tình nghe thấy được toàn bộ, nên anh muốn xem rằng mối quan hệ thực sự giữa hai người hiện tại là gì. Lưu nghiêm túc tâm sự với anh rằng mình không hề có ý định sẽ phát triển thêm mối quan hệ yêu đương với Gai, hai người chỉ đơn giản dừng lại ở mức bạn bè. Vốn dĩ Lưu không muốn yêu đương với Gai là bởi vì mỗi khi nhìn thấy anh là cô lại nhớ về quá khứ bi thương của mình trước khi cô phẫu thuật thẩm mỹ. Cô thường xuyên bị bắt nạt, trong những lúc ấy luôn có một cậu bạn đứng về phía Lưu bảo vệ cô. Chính vì thế Lưu đã rung động trước cậu bạn này, hai người trở thành người yêu của nhau và kể từ đó sóng gió cũng ập đến cậu bạn trai ấy. Cậu ấy liên tục bị bạn học trêu chọc rằng thích một kẻ xấu xí như Lưu, vì quá tức giận nên cậu bạn ấy đã lao vào đánh nhau với những kẻ đã chế giễu mình. Kết quả là cậu ấy bị đuổi học, mặc dù hiện tại Lưu đã có diện mạo mới nhưng quá khứ ngột ngạt ấy vẫn là nỗi ám ảnh với cô khi nhớ đến. Bất cứ khi nào cô định mở lòng ra đón nhận mối quan hệ mới thì những ký ức đau thương đó sẽ hiện lên trong tâm trí cô. Vì vậy Lưu chọn cách tiêu cực và bi quan nhất, cô cho rằng mình đang bảo vệ Gai nên không muốn anh phải trải qua những gì cậu nhóc thời học sinh trước đây đã phải chịu đựng. Thực ra Lưu vẫn rất thích Gai, thích nhiều đến mức muốn bảo vệ cậu ấy. Cô không muốn Gai vì mình mà trở thành kẻ bạo lực, thế nên cô đành giấu hết những tâm tư trong lòng, cô thà để tình yêu này chết đi còn hơn là để mất đi một người bạn. Sen nghe xong những tâm sự của Lưu, anh khuyên cô rằng nếu muốn từ bỏ thì cô nên cân nhắc lại vì bản thân mình. Sen nói nếu cô ở bên anh thì sẽ không có áp lực đó nữa, cô có thể cho anh cơ hội. Mặc dù chính Lưu là người nói lời từ chối với Gai để đi triển lãm cuối tuần với Sen nhưng trong lòng cô không có nhiều cảm xúc với Sen, cô chỉ coi anh như một người anh trai. Điều này khiến Sen thất vọng đôi chút. Phía bên này, Gai đã quay trở lại trường cũ, anh chụp lại từng ngóc ngách nơi mà cô đã từng đến. Anh muốn đưa cô trở về ký ức xưa để tạo ra những khoảnh khắc mới thay thế ký ức đau thương ấy. Hôm sau ở trên lớp học, giáo viên thông báo tổ chức hoạt động yêu cầu mọi người phải bắt cặp cùng nhau đi xem phim và viết cảm nhận. Gai đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này để được bắt cặp với Lưu. Ngoài mặt trong Gai có vẻ rất bất cần nhưng tổng lòng anh đã mơ về buổi hẹn hò với Lưu. Gai bắt đầu chăm chút vẻ bề ngoài từ việc vuốt tóc, rồi thay đổi phong cách từ tối màu sang sáng màu, đồng thời cũng không quên xịt nước hoa do chính Lưu đã làm riêng cho anh. Điều duy nhất khiến anh khó xử lúc này là gần đây anh có xung đột với cha mẹ nên hầu như không có tiền tiêu vặt. Nhưng Gai không quan tâm lắm,
chỉ cần chi tiêu tiết kiệm chút là được rồi. Phía bên này, trước khi Lưu chuẩn bị đi hẹn hò với Gai thì gặp ngay Ả Trà Xanh Phay. Cô ta thăm dò Lưu xem cô có hẹn hò với Gai không, nhưng Lưu phủ nhận, nói rằng cả hai người chỉ đi làm bài tập. Buổi hẹn hò của Gai với Lưu bắt đầu với việc di chuyển bằng xe túc túc. Sau đó, để có nhiều thời gian hơn bên cạnh cô nên anh đã chọn một công viên có rạp chiếu phim ngoài trời. Để khoe khả năng làm bạn trai của mình, Gai quyết tâm thắng trò chơi ném bóng này để giành được gấu tặng Lưu. Tuy nhiên, với một người như Gai, anh chưa từng thử những trò chơi này nên anh hoàn toàn thất bại trước nó. Chủ quán thấy anh miệt mài như vậy mà chẳng ném được gì nên tặng cho anh một chiếc móc khóa gấu nhỏ xinh, nhưng Gai vẫn khăng khăng muốn giành được chú gấu to đùng mà Lưu thích. Chủ quán chỉ tay ra phía đằng kia bảo với anh rằng cô gái ấy đã thắng được rồi. Gai đành ngậm ngùi cầm chiếc móc khóa nhỏ kia. Dường như nhận ra Gai đang gặp khó khăn về kinh tế, sau khi nhận được bắp rang và nước từ Gai thì Lưu yêu cầu trả tiền một nửa. Trong lòng Gai lúc này có vẻ hơi hụt hẫng vì từ khi bắt đầu cuộc hẹn cho đến bây giờ anh thấy Lưu có vẻ không được thoải mái, cô xa cách anh. Gai vẫn muốn ở bên cạnh cô thêm chút nữa nên đã mời cô đi ăn tối. Họ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng. Lưu không khỏi bất ngờ vì vốn dĩ hai đứa mới chỉ là sinh viên đại học sao mà có tiền chi trả cho bữa ăn đắt đỏ ở đây được. Gai mới giải thích với cô rằng đây là nhà hàng của gia đình anh nên cô không cần quan tâm đến việc có trả được tiền hay không, hãy tận hưởng bữa tối thật ngon miệng. Gai muốn ở bên cạnh cô để cùng cô trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất. Lúc này Lưu ngắt lời đối phương, cô đi vào vệ sinh. Lưu luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, mặc dù trong lòng cô rất thích Gai nhưng cô biết rõ một khi rơi vào tình yêu với anh chỉ sẽ mang lại vô vàn rắc rối cho đối phương. Ngay cả trong khoảnh khắc hai người ngồi đối diện nhau lúc nãy đã có người bàn tán về gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu, cho rằng cậu trai kia đã bị Lưu lừa. Gai nghe thấy tất cả những lời nói xấu về Lưu, anh chỉ bảo Lưu đừng bận tâm đến nó. Nhân viên phục vụ đi ra, Gai order một đống đồ ăn. Lúc này trong lòng Lưu chỉ sợ anh không trả nổi vì rõ ràng lúc chiều mẹ anh có gọi điện cho cô nói rằng dạo này anh đang không có tiền, thế mà bây giờ lại phóng khoáng gọi nhiều đồ ăn đến vậy. Bây giờ thì Gai mới nhận ra rằng thì ra từ lúc bắt đầu buổi hẹn đến giờ Lưu không được thoải mái là bởi vì lo lắng cho túi tiền của anh, chứ không phải vì ghét anh. Nghĩ đến đây trong lòng anh rộn ràng đôi chút. Buổi tối Lưu trở về chỗ cô lại nhận được cuộc hẹn của Phay. Thì ra Phay muốn hẹn cô ra đây là để thăm dò xem liệu cô và Gai có đang hẹn hò với nhau hay không. Lưu khẳng định giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường. Nghe thấy câu trả lời như vậy, Phay vô cùng hài lòng. Cô ta hy vọng Lưu có thể giúp mình tạo cơ hội để cô ta được gần gũi hơn với Gai và trở thành người yêu anh. Một bên là chàng trai mình thích, một bên là người bạn thân nhất của mình, Lưu càng thêm khó xử. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, Lưu cuối cùng cũng quyết định từ bỏ tình yêu của mình để giúp Phay bởi vì Lưu luôn cho rằng Phay là người xứng đáng hơn cô. Tuy nhiên Lưu không bao giờ ngờ rằng mọi việc Phay làm hoàn toàn xuất phát từ sự căm ghét và ghen tị với cô. Hơn nữa cô bạn thân hoàn hảo trong mắt Lưu thực ra là một kẻ hai mặt. Phay với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực ra xuất thân từ một gia đình đơn thân nghèo khó nhiều. Năm qua Phay và mẹ sống trong một căn nhà cũ nát, hàng ngày phải livestream để duy trì việc học và chi tiêu cho gia đình. Mỗi lần sau khi tắt livestream, việc đầu tiên Phay làm là quỳ xuống trước bồn cầu nôn ra tất cả thức ăn đã ăn trong lúc livestream. Mục đích tất nhiên là để giữ dáng. Đây là thói quen nhiều năm qua của cô ta. Từ nhỏ mẹ đã dạy cho Phay một quan niệm rằng con gái nếu xấu xí thì tương lai sẽ không có bất kỳ sự phát triển nào. Cứ mỗi khi Phay không thực hiện chế độ ăn uống khắt khe ấy, người mẹ này sẽ ép cô nôn hết thức ăn đã ăn. Hơn nữa mẹ còn đếm từng nốt mụn trên mặt Phay mỗi ngày. Bà yêu cầu Phay rửa mặt hàng chục lần cho đến khi không còn mụn nữa. Do từng bị chồng bỏ rơi nên cách hành xử của mẹ Phay trở nên cực đoan. Bà nói với con gái rằng chỉ cần có nhan sắc và trí tuệ thì nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Phải nói rằng Phay thực sự rất có kỷ luật, cô ấy hoàn toàn tuân theo lời dạy của mẹ. Mỗi ngày 4 giờ sáng đã dậy để bắt đầu đọc sách, ăn thức ăn thanh đạm không có hương vị. Một khi trọng lượng tăng lên một chút, cô ấy lập tức chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa không ngừng. Chính nhờ sự kiên trì trong nhiều năm, Phay thực sự đã trở thành một cô gái xinh đẹp, học giỏi và được mọi người ngưỡng mộ. Mẹ yêu cầu cô ấy nhất định phải được bình chọn là học sinh tiêu biểu trong năm nay, như vậy sẽ có cơ hội nhận được học bổng của trường danh tiếng. Tuy nhiên ngay khi Phay tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng thì một nữ sinh trong lớp đột nhiên đi phẫu thuật thẩm mỹ, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người và cũng nhờ đó có độ nổi tiếng cao hơn mà giành lấy vị trí học sinh tiêu biểu của Phay. Việc này đã kích thích sâu sắc tâm hồn non nớt của Phay. Cô ta không ngờ rằng mọi nỗ lực và mồ hôi của mình lại thua trước một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ, điều này cũng gieo mầm hận thù trong lòng cô ta. Do đó khi nhìn thấy Lưu cũng đã từng phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện trước mặt mình, cô ta vô cùng căm hận. Vì vậy cô ta muốn bất chấp thủ đoạn để hạ thấp Lưu và khiến cô ấy không có chỗ đứng trong trường. Tuy nhiên lúc này Lưu còn chưa hay biết gì vẫn ngốc nghếch giúp Phay và Gai có cơ hội đến được với nhau. Hôm nay Lưu hiếm hoi chủ động đến tìm Gai yêu cầu anh cùng mình đi ăn tối ở nhà hàng bán đồ Tây. Gai đồng ý trong nháy mắt, nhưng khi hai người ngồi cùng nhau, Gai ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Lưu lại gọi rất nhiều món chay. Thực ra những món Lưu gọi đều là những món Phay thích ăn. Ngay sau đó Phay đến nhà hàng này giả vờ gặp hai người một cách tình cờ. Sau đó Lưu cố ý đi vệ sinh để hai người có cơ hội tiếp xúc trực tiếp cùng nhau trò chuyện. Mặc dù Gai không biết lý do tại sao Phay có ở đây, nhưng anh đã sớm nhận ra rằng Phay là một cô gái rất có tâm cơ, vì vậy Gai không có bất kỳ thiện cảm nào với cô ta. Và đương nhiên Phay rõ ràng biết rằng mình và Gai sẽ không có kết quả, nhưng cô ta cũng không bao giờ cho phép Gai và Lưu đến với nhau. Vì vậy mục đích hôm nay đến đây của cô ta chỉ là để tạo ra mâu thuẫn giữa Gai và Lưu. Vì muốn Gai bỏ cuộc, thế là Phay nói với Gai rằng Lưu không có cảm giác gì với anh, nếu không thì Lưu đã không cố ý tạo cơ hội cho hai người ở riêng. Nhưng thực ra lúc này Lưu đã sớm khóc hết nước mắt ở góc tường trong nhà vệ sinh.
Việc buông tay nhường người con trai mình thích cho người khác có lẽ là quyết định khó khăn nhất mà Lưu từng làm trong đời. Nhìn thấy Lưu sắp sửa rời đi, Gai vội vàng đuổi theo. Anh không hiểu mục đích của Lưu là gì khi làm những việc này. Lưu cố ý nói những lời cay độc rằng mình không thích anh, cô làm mọi thứ vì bản thân cảm thấy chán ghét anh. Sau khi bị Lưu từ chối, Gai mang tâm trạng buồn bã đến quán bar để giải sầu. Đến giờ anh thực sự không hiểu Lưu rốt cuộc suy nghĩ gì. Mà đàn anh khóa trên nghe tin Gai bị từ chối còn không quên trêu chọc rằng không ngờ có ngày Gai lại bị một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ từ chối. Anh ta khuyên Gai không nên quá để tâm vì những cô gái như vậy trong các thẩm mỹ viện đếm cũng không hết. Những lời nói xấu về Lưu như vậy đã thành công làm cho Gai điên tiết điểm đau của, vì vậy anh đã trút hết cơn giận lên đàn anh. Và không ngoài dự đoán, cả hai đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Khi Lưu nghe tin chạy đến thì mẹ của Gai đã bảo lãnh anh ra sau khi biết được rằng con trai bị tâm trạng xuống dốc là do bị Lưu từ chối tình cảm. Linda cảm thấy hơi tiếc nuối vì bà từng cố gắng tìm cách mai mối Lưu và con trai mình. Tuy nhiên bà vẫn muốn tìm hiểu xem Lưu liệu có suy xét gì. Lưu nói thật với Linda rằng thực ra cô rất thích anh. Điều này khiến Linda hơi bối rối, nếu thích thì tại sao lại từ chối. Thế là Lưu đành nói ra hết tâm tư của mình. Cô hy vọng Gai có thể có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cô luôn cảm thấy mình không xứng với Gai. Đặc biệt là khi nghe nói Fay nói thích Gai thì cô đã dứt khoát lựa chọn nhường đường cho cô ta. Vì Lưu cho rằng Fay không chỉ đẹp tự nhiên mà thành tích học tập cũng rất xuất sắc, như vậy sẽ hợp với Gai hơn. Linda cho rằng suy nghĩ của Lưu hơi ngây thơ, không phải hai người trông có vẻ hoàn hảo ở bên nhau thì đã chắc chắn hợp nhau. Ngày xưa mọi người cũng cho rằng bà và bố của Gai là một đôi hoàn hảo, kết quả thì cũng là ly dị, nên trong mắt Linda trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Bà muốn Lưu suy nghĩ lại về chuyện phù hợp với Gai. Không thể không nói rằng công tác tâm lý của Linda rất thành công. Sau một phen chăn trở suy nghĩ, Lưu một lần nữa chủ động tìm đến Gai. Lúc này Gai đang làm nước hoa, có lẽ trong thâm tâm Gai đã chấp nhận sự thật rằng hai người không thể ở bên nhau. Anh nói rằng dù rằng số phận định chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thông thường, nên anh muốn dùng chai nước hoa này để lưu lại kỷ niệm. Lưu dùng hết can đảm nói rằng nhưng mình không muốn làm bạn với cậu nữa thì sao? Gai hỏi lại cô một lần nữa để xác nhận những gì anh nghe là sự thật. Lưu khẳng định lại rằng cô không, quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức bạn bè. Lưu muốn tiến xa hơn nữa với Gai. Để ngăn chặn việc Lưu đổi ý, Gai quyết định công khai mối quan hệ của họ tại lễ hội âm nhạc do trường tổ chức vào vài ngày sau. Theo truyền thống, các cặp đôi tham gia sẽ đeo nhẫn phát sáng cùng màu để tuyên bố tình yêu của họ với mọi người. Tuy nhiên khi Gai đề nghị Lưu chọn màu thì cô lại lo lắng về cảm xúc của Fay. Lúc này tâm trí của cô chỉ xoay quanh việc làm thế nào để nói cho Fay biết về mối quan hệ của hai người. Cô quyết định sẽ thẳng thắn trò chuyện với Fay. Điều này khiến Gai có chút thất vọng, nhưng rất nhanh Lưu cũng nói ra màu mình thích để làm cặp với Gai nên anh đã bớt khó chịu đôi chút. Phía bên này, Lưu gọi Fay đến một góc khuất. Lần này cô đã lấy được dũng khí để thẳng thắn nói với Fay về việc mình và Gai đang yêu nhau. Fay nghe xong cũng có chút hoang mang. Cô ta hỏi lại Lưu rằng nếu cậu có tình cảm với Gai tại sao lại mai mối tớ và anh ấy. Lưu không giải thích gì nhiều, chỉ liên tục xin lỗi và nói Fay trừng phạt cô thế nào cũng được cô chấp nhận hết. Vì vậy Fay đành nuốt nước mắt chúc phúc cho cô. Tuy nhiên hành động của Fay lại khiến Gai cảm thấy có điều bất thường. Anh không tin rằng cô gái có lòng ghen tuông mãnh liệt này sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này. Phải nói rằng trực giác của Gai thực sự rất chính xác. Lúc này Fay đang tìm mọi cách để khiến hai người họ mất mặt tại lễ hội âm nhạc. Thế là vào ngày diễn ra lễ hội, Fay lén lút sửa đổi cặp nhẫn màu xanh mà Gai sắp mua. Kết quả khi đến hiện trường lễ hội âm nhạc, lúc Gai và Lưu chuẩn bị công khai trưng bày nhẫn của họ thì Lưu ngạc nhiên phát hiện ra rằng nhẫn của mình không thể phát sáng. Không ngờ lúc này Fay lại từ từ xuất hiện với chiếc nhẫn màu xanh tỏa sáng giống hệt Gai. Gai hỏi cô ta rằng cậu cố tình làm hỏng nhẫn à, nhưng Fay lại cố tình lảng tránh câu hỏi của Gai mà nói mình xin lỗi khi đã làm cậu bất ngờ thế này. Tại cậu không chịu nói cho người khác biết mà. Nói xong cô ta còn trực tiếp nhào vào lòng Gai, đồng thời cảnh báo anh rằng nếu không muốn Lưu bị tổn thương bây giờ phải hợp tác với mình. Gai không biết Fay còn âm mưu gì độc ác nữa không, nên vì sự an toàn của Lưu anh đành im lặng không vạch trần cô ta tại chỗ. Ngay sau đó Lưu tìm đến Fay để hỏi, cô vẫn cố gắng hiểu cho Fay nghĩ rằng Fay thực sự yêu Gai nên có thể cần thời gian để nguôi ngoai cảm xúc. Nhưng không ngờ Fay lúc này đã hoàn toàn lột xác khỏi vỏ bọc thường ngày. Cô ta thẳng thắn nói với Lưu rằng mình không hề có cảm xúc với Gai, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm vì vừa hôn Gai. Fay trực tiếp nói thẳng với Lưu rằng cô ta rất hận Lưu. Tiếp theo đó Fay tiết lộ suy nghĩ thực sự của mình, mọi hành động trước đây của cô ta đều nhằm mục đích làm nhục Lưu. Từ việc chọn Lưu làm đại diện nữ sinh đến việc giả vờ ngất xỉu trong hoạt động của trường, mục đích của Fay chỉ là muốn đẩy Lưu lên đầu sóng ngọn gió và để lộ những bức ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu. Fay cho rằng một người như Lưu mang nhan sắc của kẻ phẫu thuật thẩm mỹ thì không xứng đáng với một phú nhị đại như Gai, và chỉ có cô ta một người đã nỗ lực để trở nên xinh đẹp, tài giỏi mới xứng đáng có được người đàn ông như vậy. Dù bản thân lúc này cũng không còn thích Fay nữa, thế nhưng Lưu vẫn cố gắng an ủi Fay đừng nói những lời tức giận, vì dù sao Fay cũng là người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời của Lưu. Nhưng lòng hận thù và ghen ghét quá cao nên Fay vẫn giữ nguyên thái độ như vậy mà đối đầu với Lưu. Cô ta nói mỗi khi thấy Lưu nó lại nhắc cho cô ta nhớ rằng có tiền là có tất cả, những người không có gì như cô ta dù có cố thế nào thì vẫn thua người như Lưu. Fay nói ta tất cả những gì mà bản thân đã phải chịu đựng, những khó khăn mà người thường không thể tưởng tượng để trở nên xinh đẹp. Trong khi Lưu chỉ cần nằm trên bàn phẫu thuật là xong, điều này đối với Fay là hoàn toàn không công bằng. Lúc này Fay không hề muốn nghe lời giải thích của Lưu. Cô ta hoang tưởng cho rằng Lưu làm phẫu thuật thẩm mỹ là để cướp đi tất cả những cố gắng của mình và muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mặc dù nhìn rõ bộ mặt thật của Fay nhưng Lưu vẫn cầu xin Fay đừng kéo Gai vào chuyện này.
Tuy nhiên Fay căn bản không quan tâm, thứ cô ta quan tâm đến lúc này là tiếng nói của mọi người. Khi nhìn thấy tất cả mọi người trên diễn đàn đều đang khen ngợi cô ta và hạ thấp Lưu thì Fay nở một nụ cười đắc ý và nói thế giới này về phe tôi không phải về phe cậu. Sau khi thấy rõ bản chất trà xanh của Fay, Lưu bắt đầu nói lời xin lỗi với Gai, cô tự trách bản thân vì không chịu nghe lời khuyên của anh. Nếu lúc đầu giữ khoảng cách với Fay thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy thất vọng như bây giờ. Sau khi Lưu tâm sự cho mọi người về chuyện giữa cô và trà xanh Fay thì mọi người bắt đầu nảy ra ý tưởng để đối phó với Fay. Đầu tiên việc bóc phốt Fay lên mạng xã hội nhưng cách này không khả thi vì Fay có hàng triệu fan cuồng trên mạng. Bất kỳ thông tin nào không thuận lợi cho cô ta cũng sẽ bị chôn vùi nhanh chóng. Lúc này Gai đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Anh nhớ có một lần tình cờ thấy Fay mang theo một cái bàn chải đánh răng vào nhà vệ sinh rất nhanh sau đó có tiếng nôn mửa. Sau khi xác định được điểm yếu của Fay, mọi người quyết định lấy đây làm điểm khởi đầu để tiết lộ thân phận thật của Fay. Bởi vì trước đó Fay công khai bày tỏ tình cảm với Gai, vì vậy anh liền thuận nước đẩy thuyền giả làm bạn trai thân thiết của cô ta. Đút cho cô ta ăn những món ăn có hàm lượng calo cao, Fay đành miễn cưỡng ăn nhưng nhanh chóng tìm cớ đến nhà vệ sinh nôn mửa. Lưu lúc này dùng chìa khóa đã chuẩn bị sẵn để mở cửa thưởng thức màn trình diễn của Fay. Nhưng khi nhìn thấy Lưu đang đợi bên ngoài, Fay không hề hoảng hốt với giọng điệu có chút khiêu khích nói với Lưu rằng ngay cả khi cô tiết lộ những gì mình nhìn thấy cũng sẽ không ai tin, bởi vì Fay có vô số cách giải thích, vì vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến hình tượng của cô ta. Lưu thấy vậy hỏi Fay sống giả tạo như vậy mỗi ngày không mệt mỏi sao? Thế là Fay không quên nhắc đến khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu, cho rằng người đã phẫu thuật thẩm mỹ thì không nên nói chuyện giả tạo với người khác. Nhìn thấy Fay không hề đề phòng, Lưu bắt đầu dụ dỗ hỏi cô ta đã cho hai người bạn thân nhất của mình là Paula và Mimi biết về con người thật của mình hay chưa. Lúc này một lần nữa bộ mặt xấu xa của Fay hiện ra, cô ta nói rằng lũ người đó đâu phải bạn bè gì. Cậu thật sự nghĩ người ta làm bạn với nhau vì thích nhau à? Không chỉ vậy, Fay còn sỉ nhục từng người theo đuổi mình, nói rằng những người đó chỉ là những kẻ ngốc bị mình đùa giỡn thôi. Tuy nhiên ngay khi Fay đắc ý chuẩn bị rời đi thì Lưu phát lại đoạn ghi âm Fay kể xấu về những người bạn thân của cô ta. Lúc này Fay như chết lặng, không ngờ rằng Lưu vốn ngây thơ ngốc nghếch lại học được cách chơi trò chơi ghi âm. Lần này Lưu đã nắm chắc được phần thắng vì đã có bản ghi âm trong tay. Fay tức giận mất lý trí định ra tay giật điện thoại của Lưu, nhưng Lưu lập tức thủ thế cảnh cáo Fay không được thách thức khả năng chiến đấu của mình. Thấy Fay có vẻ đã dịu đi sự tức giận, Lưu liền đưa ra yêu cầu, đó là chỉ cần Fay hứa sẽ chia tay Gai trước mặt mọi người sau giờ học. Vậy thì cô sẽ xóa bản ghi âm coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, kể cả tình bạn của hai người. Rõ ràng Fay không có lựa chọn nào tốt hơn đành đáp ứng yêu cầu của Lưu. Vì vậy sau giờ học Fay đi thẳng đến chỗ Gai. Khi Gai tưởng rằng Fay sẽ giữ lời hứa chia tay công khai thì bất ngờ cô ta lại có hành động khiến mọi người không ngờ tới, chỉ thấy cô ta nắm chặt lấy Gai đang định rời đi. Trong đầu Fay lúc này hiện lên hình ảnh lần trước thua một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ, nhớ lại những gian khổ mà mình đã phải trải qua để trở thành phiên bản hoàn hảo. Cô ta không cam tâm thua trước Lưu, một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ khác, vì vậy Fay quyết định đánh cược một lần nữa. Trong đầu cô ta tin chắc rằng sau khi mình đồng ý với yêu cầu của Lưu thì cô đã xóa bản ghi âm, vì vậy cô ta nói với Gai không chia tay đâu. Ngay khi Gai và Lưu tưởng chừng kế hoạch đã thất bại thì bất chợt tất cả mọi người có mặt tại đó đều nhận được một tin nhắn giống nhau. Khi mở ra họ thấy đó chính là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Fay và Lưu nói về bộ mặt giả tạo của Fay. Điều này khiến cho ý nghĩ xem mọi người như đồ chơi của Fay bị phơi bày ra trước ánh sáng. Mọi người không ngờ rằng một cô gái có vẻ ngoài gần như hoàn hảo như vậy lại có nội tâm đen tối. Fay cố gắng thanh minh nhưng rõ ràng là vô ích, vì bản ghi âm đã làm tổn thương nhiều người quan tâm đến cô ta và mọi người không hẹn mà cùng nhau vạch trần những hành động đầy toan tính trước đây của Fay. Điều này khiến cô ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng chưa từng có, hình tượng mà mình dày công xây dựng bấy lâu nay giờ lại sụp đổ trong chớp mắt. Cô ta như phát điên gào thét vào những người đang giơ điện thoại lên quay phim, đồng thời cô ta nhìn Lưu với ánh mắt căm phẫn. Lưu nói rằng mình không hề đăng cái này nhưng Fay không tin, vì ngoài Lưu ra thì còn ai biết về bản ghi âm này cơ chứ. Fay tức giận đến mức không thể kiềm chế, cô ta định giáng một cú tát vào mặt Lưu nhưng rất may có Gai ngăn lại. Từ sau khi bị vạch trần, Fay trốn trong phòng không dám ra ngoài. Bất cứ khi nào mở mạng xã hội cô ta đều thấy những lời chửi rủa và chế giễu tràn lan. Trước đây những người hâm mộ yêu mến cô ta bao nhiêu thì bây giờ họ càng hận cô ta bấy nhiêu. Fay trải qua tình trạng bị lăng mạng chế giễu trên mạng chưa từng có. Thậm chí Fay còn liên tục nhận được những món hàng đến từ người hâm mộ trước đây, và khi mở gói hàng ra lại thấy toàn là những bức ảnh chụp trộm cô ta ở nhiều góc độ khác nhau. Đồng thời còn có một con chuột chít. Phía bên này mọi người bắt đầu nghi ngờ về sự việc của Fay. Rõ ràng Lưu đã xóa bản ghi âm, vậy làm thế nào nó lại được gửi đến nhóm sinh viên? Vốn dĩ là cô gái tốt bụng Lưu chỉ muốn Fay nhận lỗi chứ không muốn đẩy cô ta vào chỗ chít, nên cô đã xóa bản ghi âm đó ngay từ lúc mà Fay nói sẽ thực hiện lời hứa. Vì vậy mọi người bắt đầu cùng nhau điều tra xem ai là người đã bí mật đăng tải bản ghi âm và những bức ảnh riêng tư của Fay. Để chấm dứt vụ bạo lực mạng đối với Fay, sau khi nghe đi nghe lại bản ghi âm, Gai tinh ý nhận ra tiếng va chạm của móc khóa trong đoạn ghi âm. Anh lập tức nghĩ đến Paula, bạn thân của Fay, vì chỉ móc khóa điện thoại của cô ấy mới thường xuyên phát ra tiếng va chạm như vậy. Do một số người trong nhóm fan của Fay đã dọa sẽ tạt axit sulfuric vào mặt cô ta nên Gai nghi ngờ rằng trong túi của Paula có thể cất giấu axit sulfuric. Thế là anh lập tức bảo Lưu đi ngăn chặn Paula. Lúc này, Lưu chất vấn Paula xem có phải cô đã đăng tải đoạn ghi âm đó không. Thấy Lưu hỏi rất kiên quyết, Paula cũng không chối cãi. Cô ấy thừa nhận những chuyện đó là hoàn toàn do bản thân mình làm ra. Hóa ra hôm đó khi Lưu và Fay nói chuyện với nhau thì Paula tình cờ ở trong nhà vệ sinh, và thế là những lời nói cay độc của Fay khiến cô vô cùng tổn thương.
Vì vậy cô đã bí mật ghi lại cuộc trò chuyện của hai người và tung ra ngay khi Fay vi phạm lời hứa để chút cơn giận trong lòng. Tuy nhiên Paula khẳng định mình không có ý định tạt axit vào Fay và cô cũng đã mở túi để cho Lưu xem, chứng minh bản thân mình vô tội. Sau khi loại trừ Paula không phải là người có ý định tạt axit, mọi người lại hướng sự nghi ngờ vào Mock bởi vì anh ta là bạn học cùng lớp với Fay nên thường xuyên chụp ảnh cho Fay và anh ta cũng không bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Fay. Có thể sau khi nghe bản ghi âm vì yêu sinh hận cũng không phải là không thể. Hơn nữa còn một điểm quan trọng hơn là mọi người thậm chí nghi ngờ rằng người bí ẩn có tên chỉ yêu Fay có thể là Mock. Bằng chứng là mọi người thông qua một bức ảnh của Fay do người bí ẩn đăng tải đã tìm được nhân viên quán cà phê chụp ảnh. Tuy không nhớ rõ ngoại hình của người chụp ảnh nhưng cậu nhân viên này lại nhớ rõ rằng người đó có mùi giấm nồng nặc. Gai lập tức nhớ đến hôm đó khi Fay làm đổ giấm thì Mock là người đã ở bên cạnh giúp đỡ cô ta. Thế là mọi người tìm đến Mock để hỏi, vì sự việc quá nghiêm trọng Mock đã thừa nhận mình đã chụp lén ảnh Fay và đăng tải lên mạng. Tuy nhiên Mock không thừa nhận mình là người bí ẩn có tên chỉ yêu Fay, còn về chiếc áo thí nghiệm có dính axit Mock cho biết anh ta mượn nó từ người bạn cùng lớp Jimmy. Vì vậy mọi người lại chuyển hướng, dồn sự nghi ngờ vào Jimmy. Cùng lúc đó Fay đột nhiên phát hiện con mèo của mình biến mất. Sau một hồi tìm kiếm vất vả, cô ta phát hiện ra chú mèo yêu quý của mình lại nằm trong tay Jimmy. Lúc này Fay vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến gần bởi vì cậu bé trước mặt đang cố gắng hủy hoại khuôn mặt của cô ta. Hóa ra Jimmy luôn âm thầm thích Fay và người bí ẩn có tên chỉ yêu Fay chính là Jimmy. Mỗi khi Fay gặp nguy hiểm, Jimmy đều âm thầm giải vây cho cô. Anh ta ngây thơ tin rằng một ngày nào đó sự hy sinh thầm lặng của mình sẽ khiến Fay rung động. Nhưng không ngờ Fay lại công khai tỏ tình với Gai. Không chỉ vậy, trong bản ghi âm của Fay, bản thân anh ta và những người khác đều chỉ là đồ chơi của Fay. Điều này khiến Jimmy vốn nhạy cảm càng cảm thấy tổn thương hơn bất kỳ ai. Anh ta muốn Fay giải thích nhưng Fay sau khi lộ nguyên hình lại không hề tôn trọng chàng trai ấm áp này, cô ta còn chửi anh là đồ thần kinh. Thấy thái độ không biết hối lỗi của Fay, thế là Jimmy dồn Fay vào một cái ngõ cụt tay cầm chai axit từ từ tiến về phía Fay. Trong khi đó mọi người cũng đang chạy đến nơi này nhưng lại bất ngờ thấy như phát điên chạy loạn ra, vừa chạy vừa cười ngớ ngẩn như vừa hoàn thành một việc trọng đại. Khi được hỏi đã làm gì Fay thì Jimmy vui mừng cho biết anh ta đã thay mặt mọi người trừng phạt Fay. Tuy nhiên điều không ai ngờ tới là axit mà Jimmy sử dụng đã vô tình bị Mock dán nhầm nhãn, do đó nó không gây ra tổn thương thực sự cho Fay. Cô ta chỉ bị thương ngoài da, dưới sự chăm sóc của Lưu tinh thần của Fay cuối cùng cũng trở lại bình thường, đồng thời cô ta cũng bị cảm động bởi sự chân thành của Lưu. Fay cũng cố gắng tìm lại bản ngã thực sự của mình, xin lỗi tất cả những người đã bị cô lừa dối và chơi đùa, đồng thời có nhận thức mới về cuộc sống. Còn Lưu và Gai sau bao sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau, vẽ nên một kết thúc khó hậu cho mối tình của họ cũng như bộ phim. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem review phim của kênh chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo và đừng quên để lại một like và subscribe để chúng mình có động lực ra những bộ phim khác nhé. Và nếu các bạn muốn chúng mình làm thêm về bộ phim nào hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!